Chiếc xe Honda Winner đạt giải nhất trong cuộc thi độ Winner. Chiếc King of Winner mới được vinh danh trang bị toàn bộ dàn chân thừa hưởng từ Ducati 899 Panigale, nhiều đồ chơi cao cấp và chế mẫu tạo hình theo phong cách siêu mô tô Abarth RS V4. Mẫu xe tầm trung của Honda sở hữu khối động cơ DOHC 150cc cực kỳ mạnh mẽ và đang ngày càng được giới độ xe trong nước quan tâm. Lần đầu tiên, Honda Việt Nam tổ chức cuộc thi xe đẹp với tên gọi độ Winner so cá tính để tìm ra và vinh danh những mẫu xe Winner độ đẹp và ấn tượng nhất hiện nay sau nhiều tháng tranh tài. Giải nhất chung cuộc của cuộc thi đã thuộc về chiếc Winner gây bão cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua với dàn chân cực kỳ cơ bắp và giá trị. Chủ xe của chiếc xe đẳng cấp này là anh Nguyễn Cao Huy. Nói về bản độ này, anh Tự Thanh Đa, giám khảo của cuộc thi cho biết: với những cuộc thi cần độ sáng tạo, cần những ý tưởng táo bạo hướng tới tương lai, cũng như cho những sản phẩm ra đời không đủ hàng, dám nghĩ dám làm, thì xe của anh Nguyễn Cao Huy xứng đáng đạt giải nhất trong cuộc thi độ xe lần này. Các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu kỹ hơn về chiếc xe độ cực kỳ độc đáo này. Tổng thể của xe cho cái nhìn đầu tiên là sự độc đáo và khác lạ. Không chỉ có dàn chân phân khối lớn, chiếc xe này còn được chủ nhân chế mũ toàn bộ dàn vỏ và thêm hàng loạt đồ chơi hàng hiệu cho chiếc xe. Ở phía trước, Winner 150 đã mang một bộ mặt hoàn toàn mới khi toàn bộ phần mặt nạ và đầu đèn trước nguyên bản đã bị loại bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, chiếc xe đã có phần đầu hoàn toàn mới, được chế mũ lấy cảm hứng từ các dàn Superbike như Abarth RS V4 kết hợp với Yamaha R6 2017. Với phần mặt nạ này, chủ xe sử dụng đèn LED L4 thay cho đèn pha chính. Dãy đèn định vị chạy dài hai bên cũng là dạng đèn LED nhằm giúp xe trở nên hiện đại và ấn tượng hơn. Đầu đèn nguyên bản đã được tháo bỏ, thay vào đó là cụm ghi đăng trần đồ chơi với nhiều món đồ chơi hàng đặc. Phía trên ghi đăng, xe sử dụng bộ cụm thánh và cụm côn ESR tụy điển, bộ ga tăng tốc Domino, bình dầu AIM CNC, trợ lực trung tâm GBR, các công tắc điều khiển của Alpha Racing dành riêng cho các dòng phân khối lớn, đi kèm là kính gù Rizoma hàng hiệu. Ở bảng điều khiển trung tâm, mạch đồng hồ Winner đã được thay thế bằng đồng hồ điện tử với đầy đủ các chức năng như một chiếc Superbike hầm hố. Với bộ cụm ESR bên phải, lực thắng sẽ được phân bổ xuống cặp heo dầu phía trước tương đối êm ái và nhẹ nhàng. Để hợp thức ý tưởng độ những chi tiết phân khối lớn vào Winner, chủ nhân đã sử dụng cặp giảm sóc trước upside down của OFD đã được cắt ngắn. Bên cạnh đó, hệ thống phanh trước của xe cũng được đổi thành phanh đĩa kép với heo 4 piston cho cả hai bên từ Yamaha ISF R1. Những chi tiết này kết hợp cùng lốp Continental được gắn trên bộ mâm 5 cháo kép của Ducati 899 Panigale. Tương tự như bánh trước, bánh sau của xe cũng sử dụng cặp mâm của 899 Panigale đi cùng lốp Conti Sport Attack dài lớn, chuyên dùng cho các dòng phân khối lớn. Điểm nhấn ấn tượng nhất mà bản độ này đem lại chính là phần chân sau với gấp Ducati 899 Panigale, heo Rambo Bullet HB và đặc biệt treo sau Olin ABE cho Winner được thiết kế đúng vào vị trí như phuộc zin của Ducati 899 Panigale. Toàn bộ hệ thống gấp, lõi giữ phuộc, tăng giảm trọng tâm phuộc đều được tháo ra từ chiếc Ducati nguyên bản. Tiếp theo đó, bộ số của xe cũng được thay đổi với bộ số Litec phiên bản R, bát CNC giữ chân thừa hưởng từ Ducati và bộ côn dầu KTC cao cấp. Bên cạnh đó, với những tinh chỉnh hoàn hảo này, không thể không có thêm một khẩu súng hạng nặng để tăng vẻ hầm hố và phấn khích cho chiếc xe. Chủ nhân đã chọn ống bô Akavovic loại dành riêng cho Yamaha ISF R1 với chất liệu titanium để trang bị cho chiếc xe cưng của mình. Ngoài ra, trên xe còn được sử dụng nhiều ốc Roti Robo bằng hợp kim titan cho cái nhìn khác biệt và thể thao. Ở phía sau, phần đuôi xe được chế mũ hoàn toàn với dạng vuốt nhọn thể thao trông như những chiếc xe phân khối lớn. Trong khi đó, đèn hậu của Kawasaki Z1000 cũng được chế mũ khéo léo với phần đuôi mới của Winner. Trả lời câu hỏi về chiếc xe này có thể vận hành bình thường được hay không, chủ xe cho rằng với những chi tiết độ trên xe, khi kết hợp và tính toán tỉ mỉ những món đồ chơi được độ, thì việc chạy xe trên phố là rất bình thường. Những chi tiết độ đều được gắn và nghiên cứu kỹ nên không làm ảnh hưởng tới khả năng vận hành của xe. Các bạn hãy xem kỹ hơn về chiếc xe độ độc đáo này nhé.
take the wrong and you make it right. Like a firefly, you are glowing at night. So don't make it hard, don't let me go. I wanna hold your tank when you're cold. I'm waiting for your love, you just keep me hanging on. I deserve to stay. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away. Yeah.